Tỉnh lại đi Diễm. Diễm à, Diễm. Cứu mẹ. Anh ơi, anh ơi, anh. Bao nhiêu người đi ngang, sao người ta không giúp, bắt tôi giúp. Cướp giật nè, rồi người ta té xe. Người nào người nấy đi ngang, mặt dưng dưng chạy luôn à. Trời ơi, thiệt á, mỗi lần hẹn em đi chơi á, có gì đâu á. 5 lần 7 lượt mới được á. Hên cho anh á, hôm nay không có ba em ở nhà. Có ba em ở nhà là ba em không cho đi đâu. Trời ơi, ba em khó vậy luôn hả? Không có cho đi chơi luôn. Trời ơi, mà nhờ vậy, hên hên. Biết sao không? Nhờ vậy em mới có bạn trai đầu tiên là anh. Chứ ba em mà dễ dễ cái là mấy thằng khác nó hốt hết rồi làm gì đến lượt anh. Ai nói với anh á là anh là bạn trai đầu tiên của em vậy? À, vậy anh là người thứ mấy? Nhiều quá, em không nhớ nữa. Giỡn với anh đúng không? Chứ trước giờ anh quen bao nhiêu cô rồi? Anh quen chỉ có một cô thôi. Thiệt không? Ừ, anh quen em là anh chỉ biết em thôi, còn mấy người khác anh chia tay hết rồi. Anh này. Mà anh đưa em về nhà đi. Trễ rồi. Còn sớm mà em. Kệ đi, đi chơi trễ chút đi. Chút rồi anh chạy nhanh, anh chở em về. Hả, được không? Thôi, anh đưa em về đi. Không thôi mẹ em la đó. Rồi, thôi, đưa cục cưng về được chưa? Diễm, 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 tỉnh lại đi Diễm, Diễm à, Diễm, Diễm. Diễm. Chú, giúp giùm đi. Cái gì vậy? Chú ơi, giúp giùm, giúp giùm, cứu giùm chú ơi. Tai nạn hả? Tai nạn. Thôi thôi, kêu công an đi. Đưa cho bệnh viện thôi, chú kêu công an đi, hoặc kêu xe cấp cứu đi. Phiền phức lắm. Thôi, 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 dạng ra đi. Kêu xe khác đi nha. Thôi, chú bạn giùm đi mà chú. Thôi phiền phức lắm. Thôi chú. Chú, cứu mẹ. Cứu mẹ. Anh ơi, anh ơi, anh cả mình. Chị mà nhìn thấy ông quạo dữ vậy. Tao đi về dọc đường gặp có cái tai nạn, nó chặn xe tôi lại, nó kêu chở đi cấp cứu, rồi nó lôi cái tay tôi máu không. Rồi có giúp người ta không? Giúp cái gì mà giúp? Giúp chi? Nè. Rồi nó bộ vô cái tay của tôi, nó dính vô, nó máu không thể gớm, tôi mới rửa. Trời ơi, tội nghiệp người ta không? Mấy trường hợp như vậy người ta giúp đỡ đi. Trời ơi, bao nhiêu người đi ngang, sao người ta không giúp, bắt tôi giúp. Bởi vậy ai cũng nói như ông hết trơn, tôi đi ra ngoài đường tôi thấy cướp, giật nè, rồi người ta té xe. Người nào người nấy đi ngang, mặt dưng dưng chạy luôn à, thấy tội nghiệp quá à. Mà tôi thấy nhỏ nó bị tai nạn hình như nặng lắm. Mà tôi nó bỏ lên xe mình, rồi máu me nó dính, thấy không? Nó dơ xe, chưa nói tới chuyện lỡ nó chết. Rồi công an ta mời tới mời lui. Bà có ở không để đi hầu không? Công ty của tôi trong lúc là 100 công nghìn việc. Hay quá. Tối ngày lo chuyện bao đồng, chuyện của thiên hạ ngoài đường đừng có xí vô. Lo là lo chuyện trong nhà mình đi, còn chuyện thiên hạ kể người ta. Bởi vậy nói với ông ai đi làm từ thiện làm gì? Làm phước là làm phước mấy cái đó đó. Nè ăn đi. Tối ngày rủ tôi đi ăn chay, rồi đưa tiền đi làm từ thiện. Mà mấy cái chuyện vậy không giúp cho người ta. Cái chuyện mà ăn chay từ thiện á, một ngày nó xong à. Còn dính vô ba cái chuyện này á, tôi nói công an người ta mời tới mời lui á, tôi nói tháng chưa xong, năm chưa xong nữa. Thấy ông quạo tôi cũng mắc mệt luôn à. Nãy giờ tôi không thấy nó bà. Bạn trai nó tới xin cho nó đi chơi. Tôi nói với bà, con gái lớn rồi,
ban đêm ban hôm đừng cho nó đi chơi. Đây rồi á, người ta dụ nó. Rồi có ngày tụi nó có chuyện cho bà coi. Lỡ lần này thôi nghe chưa, mai mốt là không có được gì vậy nữa. Biết rồi, lúc nào ông cũng căng thẳng hết trơn, mệt chết, không ăn đi. Alo. Phúc. Cái gì? Con nói cái gì? Bệnh viện. Bệnh viện nào? Bà thấy chưa, tất cả là do bà. Bác sĩ, tình trạng con tôi sao bác sĩ? Rất tiếc nạn nhân được đưa đến quá trễ, vì mất quá nhiều máu nên chúng tôi xin lỗi. Mời ông bà xuống làm thủ tục nhận xét. Bà, con làm thủ tục xong rồi, Diễm sao rồi hết? Con Diễm không cứu được rồi. Cậu, cậu là cái thằng mà rủ con Diễm đi chơi đúng không? Thế chết con không phải không? Phải không? Con xin lỗi bác ơi. Mày giết con gái tao, thằng khốn nạn. Mày giết con gái tao rồi. Là ông à? Thì ra là ông à? Chính ông là người đã hại chết con gái của ông. Cậu nói cái gì? Ông không nhớ gì sao? Đêm hôm qua, chính ông, chính ông, con người bất lương độc ác, tôi đã quỳ lại gian sinh ông. Giúp Dìm nè. Giúp Dìm, giúp Dìm. Cứu Dìm chú ơi. Thôi thôi, kêu công an đi. Đưa cho bệnh viện giúp đi chú ơi. Kêu công an đi, hoặc kêu xe cấp cứu đi, phiền phức lắm. Thôi, 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 dạng ra đi, kêu xe khác đi nha. Chú, thôi thôi, chú phải Dìm đi mà chú. Thôi, phiền phức lắm. Chú, cô không lẹ. Kêu ông chở nạn nhân đến bệnh viện. Vậy mà ông, vậy mà ông nỡ nào ông nhất quyết. Ông không chở đến bệnh viện để người ta phải chết. Đó chính là Diễm, con gái của ông. Vậy là cậu là người hồi tối chặn xe tôi đó hả? Và người bị tai nạn là con gái tôi sao? Ông ơi, ông đã giết chết Diễm, ông đã giết chết Diễm. Trời ơi, bà ơi. Trời ơi, vậy là tôi đã giết con tôi rồi bà ơi. Tôi giết con tôi rồi. Chính con người vô cảm như ông ấy, những con người vô cảm như ông, con gái mình nó mới chết. Bây giờ làm sao đây? Diễm ơi, ba mẹ đã hại chết cô rồi.